hơi lên với tay vô như nhau. 1, 2, 3. Rồi. Rồi. Rồi ba bạn sao bơi đều. Rồi xong luôn rồi. Bơi đi, bơi đi. Tuấn cần bơi lại cách xa nhau như vậy. Chắc chắn là phải loại ra rồi. Rồi, hai em này là loại thẳng tay rồi. Các bạn thấy không? Hai bạn này bơi xéo nhau, lệch nhau quá. Rồi ba bạn này ngẩng mặt lên cùng lúc không? Đuôi hạ cùng một xuống không? Ừ. Hai bạn này đã bị loại. Đó, em bơi quạt tay đúng vậy mà. Ba bạn kia xém lại Candy. Tôi cười. Tôi chảy máu kìa. Hồi nào vậy? Ủa sao bị chảy máu vậy? Ghê quá. Tôi chảy máu kìa, tôi chảy máu. Trời ơi. Tôi chảy máu kìa mà cần ơi. Tôi chảy máu kìa. Chảy máu mà không có cảm giác đâu. Ồ, lạ vậy. Trời ơi. Biết sao không? Vậy là tôi mới vừa bị đụng gì á các bạn? Chắc rồi. Ôi trời. Ơi một đống mà. Tôi đụng lại em ra tiêu. Bởi vậy trở thành tiên cá nó cũng mệt lắm. Người nó bị mất cảm xúc. Không còn đau nữa. Bị chảy máu mà cũng không biết nữa. Máu kìa. Ê tiêu. Tì máu. Nổi nước đây. Tì máu. Máu của tiên cá đó. Người ta phải tu luyện 14 năm rồi mới ra được máu vậy đó. Máu không có mùi tanh á. Thử thử không? Lâu lâu mới chảy máu. Thiệt á, máu tiêu không có mùi tanh. Em nói nè, bởi vậy mũi nó không có cắn tiêu anh thử thử miếng đi. Em nói tiêu nghe nè, em biết máu tiêu anh thơm nhưng mà chân tiêu anh thúi đó. Em biết là vậy nên em sẽ không hửi đâu. Thử coi, phải máu tiêu không có mùi tanh không? Không có, nó thiệt. Không có mùi tanh, nó thiệt. Đúng rồi, máu mà có mùi tanh là sẽ bị mũi cắn, bị mấy loài vật cắn hiểu không? Đi được. Cắn mũi. Trời, sao tiêu lại bị đứt chân vậy ta? Tôn bị à. Đó, cái tiêu loại em ra là tôi. Hồi nãy tôi chỉ đi qua đi lại chỗ này thôi mà bị đứt chân nè các bạn. Hình như tôi bị đụng vô này nè mấy bạn ơi. Cái miếng này nó bén lắm nè. Miếng này miếng mica nè. Thôi kệ không sao đâu. Tiêu lấy cái gì tiêu ôn. Sẵn đây có dịp rồi hửi máu tiêu ôn đi. Ngay thôi em hửi rồi. Có tanh không? Không. Rồi em hửi máu tiêu ôn luôn. Sẵn dịp lâu lâu được hửi máu tiên cá. Đâu 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 hửi. Đó là lý do mà tôi không còn bị mũi cắn đó các bạn. Máu không còn mùi tanh nữa. Đúng rồi, nguyên một miếng da luôn kìa. Miếng da kìa, da nó kìa. Trời ơi. Da nó kìa. Da của tiên cá. Ôi tôi bị sức nguyên miếng da vậy luôn hả các bạn. Ghê quá. Ôi đất ơi. Tiêu lại quẩy cho phụ huynh biết đi tiêu ơi. Thôi đừng quảng cáo chuyện nhỏ mà. Để tôi đăng lên YouTube cho cả nước biết thôi được rồi. Ghê. Rồi được rồi, bỏ qua nói chuyện này đi. Bây giờ trao phần thưởng. Ba đứa em vậy. Ba đứa em có phần thưởng không? Trao phần thưởng hả? Mimi có thắng không? Có. Mimi được tặng. Candy cũng được tặng. Nixin cũng được tặng. Nixin được thắng rồi. Rồi, chương trình hôm nay kết thúc. Tầng 28, tiền cá bị lây máu. Hả? Chừng nào đưa hả? Trời mất. Trời ơi mấy em ơi. Các bạn ơi, tôi nói thiệt nha. Cái này là mất nguyên miếng da lòi miếng mỡ luôn chứ không phải thường nha. Tại tôi phá rồi.
miếng da. Nó chóc ra miếng mỡ bên trong nè. Miếng da của người ta tên là Tiun đó. Nè. Ghê quá à. Ui. Wow. Đẹp quá à. Đẹp thấy sợ luôn. Đẹp thấy sợ luôn á. Mất miếng da bự quá ha. Trời cái này bén quá à. Này bén quá các bạn ơi. Ok, vậy là kết thúc câu lạc bộ tiên cá tầng 28 nha. Của bạn Thư Kỳ, bạn Candy. Đưa cho bạn nói trước. Rồi đi về. Vậy đi lấy băng keo băng cái giò lại đi. Kiếm để tôi lấy băng keo tôi băng cái giò lại rồi chơi tiếp ha.